Chuyện lạ có thật, ông lão ngâm rượu gà để ngắm chỉ vì quá yêu. Chú gà Đông Tảo nặng hơn 6 kg, có tuổi đời lên tới 5 năm, trị giá tới 60 triệu đồng, vừa được chủ nhân hóa kiếp rồi đem đi ngâm rượu vì đã quá già yếu và không thể đi lại được. Anh Lê Quang Trung ở Thành Công, Khoái Châu, Hưng Yên chia sẻ, bố anh là ông Lê Xuân Bích vừa đem một trong 2 con gà Đông Tảo mà ông yêu quý nhất đi hóa kiếp rồi ngâm rượu. Anh kể, bố anh đã có 40 năm theo nghề nuôi và bảo tồn giống gà Đông Tảo tiến vua quý hiếm. Xong, cặp gà trống Đông Tảo đầu đàn là cặp gà mà ông quý nhất. Bố anh nuôi cặp gà được 5 năm nay, mỗi con nặng trên 6 kg, thuộc giống gà thuần chủng quý hiếm với thân hình bề thế, uy nghiêm. Đặc biệt, cặp gà Đông Tảo này cũng là chú đàn, nhân giống sinh sản ra không biết bao nhiêu gà con trong gia đình anh, thế nên có thời điểm khách trả giá 60 triệu đồng một con mà bố anh nhất quyết không bán. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một trong 2 chú gà có biểu hiện già yếu, không thể đi lại được nữa nên ông muốn hóa kiếp cho chúng. Theo anh Trung, mọi người thường ngâm rượu rắn, rượu chim để một thời gian rồi uống, chứ ít ai đem gà ngâm rượu. Xong, do yêu quý con gà đã gắn bó với mình suốt quãng thời gian hơn 5 năm trời nên bố anh muốn ngâm rượu chúng để hàng ngày được ngắm cho đỡ nhớ. Xong, để ngâm rượu chú gà này cũng khá kỳ công, mất rất nhiều thời gian, anh Trung nói và cho biết. Đầu tiên, bố anh phải tắm rửa thật sạch cho chúng hết đất cát và mùi hôi, sau đó làm sạch lông, rồi thui gà qua rơm rạ. Khi gà cơ bản đã sạch sẽ, bố anh tiếp tục dùng muối sát sạch da gà và rửa sạch gà bằng giấm, chanh tươi một lần nữa, rồi để ráo nước. Kết thúc công đoạn làm sạch gà, bố anh đem gà nhúng vào rượu 50 độ, bật quạt cho gà thật khô, rồi đem đi ngâm rượu. Rượu ngâm rắn chỉ khoảng 50 độ, nhưng rượu ngâm gà là rượu 70 độ, bởi vì gà thịt dày phải dùng loại rượu 70 độ thì thịt gà mới không bị vỡ ra và bảo quản được lâu, anh nói. Anh Trung cũng tiết lộ, để ngâm và đạt được con gà với trọng lượng khủng thẳng đứng, bố anh phải mua một chiếc bình thủy tinh 25 lít. Khi ngâm, phía dưới bình đặt hơn chục quả trứng gà Đông Tảo ngâm cùng. Sau này, trứng chuyển sang màu xanh, lúc đó nhìn sẽ giống như chú gà đang được đứng trên những viên đá. Sau khi đặt con gà nguyên con vào, bố tôi phải đổ 15 lít rượu mới đầy bình để hoàn thành việc ngâm rượu con gà Đông Tảo quý hiếm này, anh chia sẻ. Nhiều người cũng thắc mắc sao không để con gà Đông Tảo nguyên lông ngâm rượu, chỉ bỏ nội tạng, làm như vậy sẽ đẹp hơn nhiều. Xong, theo anh Trung, Đông Tảo là giống gà có trọng lượng lớn. Con gà Đông Tảo mà bố anh đem đi ngâm rượu nặng tới hơn 6 kg, nếu đem ngâm cả lông thì rất khó kiếm bình. Hơn nữa, con gà sống lâu năm, đất cát, bụi bẩn bám vào da, lông gà rất nhiều. Ngâm cả lông tuy đẹp, nhưng sau này rất khó vệ sinh gà.